Thưa bà con, lương là một đối tượng thủy sản đang có thị trường tiêu thụ khá tốt. Nguồn cung chưa đủ do lương ngoài tự nhiên sụt giảm và sản lượng lương nuôi chưa nhiều. Do vậy, con lương đang được nhiều nông dân ở thành phố cũng như các địa phương khác quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, muốn nuôi lương đạt kết quả tốt, người nuôi cần quan tâm đến một số vấn đề. Sau đây, Thạc sĩ Nguyễn Thị Gái Nhỏ, Phó trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông thành phố, nói về kỹ thuật nuôi lương không bùn trong hồ xi măng. Mời bà con cùng nghe. Kính thưa quý thính giả nghe đài, để nuôi lương thành công và hiệu quả của người nuôi lương thì trước tiên cần tìm hiểu về cái quy trình kỹ thuật nuôi và nguồn thị trường tiêu thụ. Thứ nhất thì về xây dựng và thiết kế ao hồ, phương pháp và chăm sóc lương, nguồn dinh dưỡng cho lương như thế nào để lương tăng trọng tốt nhất. Ngoài các yếu tố trên thì người nuôi phải đam mê, chuyên cần trong cái nghề nuôi lương. Sau đây thì Trung tâm Khuyến nông sẽ giới thiệu đến quý thính giả nghe đài cái quy trình nuôi lương với cái quy mô vừa và nhỏ. Hồ nuôi thì chứa diện tích là 6m² mỗi một hồ, thì hệ thống đường cấp thoát nước có diện tích là khoảng 300m². Cái giá thể vặt tre cho lương nằm thì khoảng 200 vạt. Ao hồ nước cấp thì khoảng 100m³. Ao chứa nước thải diện tích từ 1.000 đến 1.500m². Khu sản xuất trùng quế, có thể bà con mình có đất thì sản xuất khu trùng quế có diện tích từ 1.000 đến 1.500m². Kho chứa thức ăn, đó là kho cấp đông có diện tích là 20m², chứa từ 1.000 đến 1.500 kg thức ăn tươi. Và chuẩn bị cái máy bơm nước loại 40 khối trên 1 giờ tùy theo cái quy mô công suất của máy cho phù hợp. Và cái máy xay thức ăn, khu nhà chứa nguyên liệu từ 50 đến 100m². Quý thính giả cũng lưu ý là nếu có những cái chuồng trại chăn nuôi heo không hiệu quả thì có thể chuyển sang nuôi lương, cải tạo và thiết kế theo cái hồ nuôi lương. Sau đây sẽ giới thiệu cho bà con về cái kỹ thuật nuôi, nhất là con giống thì bà con mình có thể nuôi lương tự nhiên, sinh sản, nhân tạo. Thì kích cỡ lương giống thì từ 20 đến 30 con, thì thời gian nuôi là cái kích cỡ này là từ 6 tháng, thì một năm thì bà con mình có thể là nuôi 2 vụ. Cái số lượng nuôi thì từ 80 đến 100 kg trên một hồ 6m², và mật độ nuôi thì 250 đến 300 con trên mét vuông. Thì cái tỷ lệ sống thì bà con ước tính khoảng 90% thì đạt cái hiệu quả. Thì từ thời 25 ngày đến 30 ngày nuôi thì tiến hành phân cỡ và săn hồ. Từ 60 đến 75 ngày nuôi phân cỡ săn thư hồ. Mật độ giai đoạn này từ 200, độ giai đoạn này từ 200 đến 250 con trên mét vuông. Về cái nguồn nước thì nếu bà con mình ở huyện Củ Chi thì sẽ sử dụng cái nguồn nước kênh Đông hoặc sông Sài Gòn, nước giếng khoan các nguồn nước qua cái hồ lọc và xử lý trước khi đưa vào cái hồ nuôi. Bà con mình nên là đo cái độ pH từ 6 đến 7. Về cái dinh dưỡng thức ăn cho lương thì cám thức ăn công nghiệp có độ đạm từ 38 đến 40% độ đạm. Thức ăn phối trộn thì gồm cám, bột cá, bột đậu nành, các loại khoáng và vitamin phối trộn lại. Bà con mình có thể kết hợp trùng quế và cá các phụ phẩm khác để nhằm giảm cái giá thành nuôi lương. Bà con mình cũng lưu ý là các loại thức ăn nêu trên, quý bà con mình cần tìm hiểu từng cái giai đoạn phát triển của lương để sử dụng thức ăn cho lương tăng trọng tốt nhất. Về cái thị trường, hiện nay thì thị trường tiêu thụ trong nước ở khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chợ đầu mối Bình Điền, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung, lương là một thực phẩm ưa chuộng với số lượng tiêu thụ rất là lớn. Ngoài ra lương có thể là xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Đức. Ưu điểm và cái hiệu quả của mô hình nuôi lương này thì bà con mình có thể tận dụng cái nguồn phân bò để nuôi trùng quế làm thức ăn cho lương. Nuôi lương không bùn trong hồ xi măng thì có thể là quản lý và chăm sóc rất là thuận lợi hơn. Có thể sử dụng cái diện tích từ 120 đến 150m², có thể bà con mình xây hồ nuôi lương được. Mô hình nuôi lương không bùn trong hồ xi măng thì phù hợp để chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi không hiệu quả, tận dụng cái cơ sở vật chất nuôi có như là chuồng trại,
Mô hình nuôi lươn không bùn trong hồ xi măng thì cũng phát triển mạnh để tạo cái cơ hội mô hình nuôi trùng quế tiếp tục sẽ phát triển mạnh hơn trong những cái vùng như là ở Củ Chi, mà cái vùng như là ở Củ Chi mình đã nuôi mô hình trùng quế. Đây là cái quy trình nuôi lươn không bùn trên hồ xi măng. Cảm ơn quý bà con mình đã lắng nghe. Bà con vừa nghe Thạc sĩ Nguyễn Thị Gái Nhỏ, Phó trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh nói về kỹ thuật nuôi lươn không bùn trong hồ xi măng.